Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Tập Yoga của blog Yogi Travel VN. Và hôm nay là bài thứ 6 nằm trong chuỗi những bài tập yoga dành cho người lớn tuổi. Sau 5 bài tập vừa rồi, mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Khỏe hơn không? Ngủ ngon hơn? Thoải mái hơn không? Bây giờ chạy thảm ra và bắt đầu tập bài thứ 6 thôi nha. Hãy ngồi lên giữa thảm, lỏng vai, giữ lưng thẳng, hít thở một vài nhịp trước khi mình bắt đầu bài tập. Nhớ hít sâu và thở ra thật sâu và chậm. Giữ cho hơi thở đều, êm và nhẹ. Lưng thẳng là vai lọng ra sau, khuôn mặt mềm, cổ thả lỏng ra. Mình sẽ quay lại bài tập hít thở bằng bụng. Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng và cảm nhận bụng phập phồng trong mỗi nhịp hít và thở ra. Cố gắng giữ lưng thẳng và cố định phần thân trên. Chỉ có bụng là phập phồng lên và xuống. Hít phần bụng to lên. Thở ra, dùng tay ép bụng và đẩy khí ra. Rồi lặp lại. Cố gắng hít thật chậm. Rồi thở ra thật chậm. Sau mỗi nhịp hít vào, mình nghỉ một chút. Và sau mỗi nhịp thở ra, mình nghỉ một chút để hơi thở mình được dài hơn. Bụng phập phồng lên và xuống. Hít và thở đều. Giữ cho toàn bộ ý thức tập trung hết vào bụng. Nhịp hít và nhịp thở nhẹ nhàng, mềm tự nhiên. Cố gắng nhịp thở sau kéo dài hơn một chút so với nhịp thở trước để hơi thở dài hơn nữa.
một vài nhịp thở cuối cùng. Đẩy căng bơm đầy khí vào bụng khi hít vào. Và thở đẩy hết khí, hóp bụng vào cuộc sống và đẩy sạch sẽ hết khí trong bụng ra. Cố gắng giữ lưng và vai thẳng. Chỉ nhịp phập phồng bụng lên và xuống. Một nhịp cuối cùng. Hít. Và thở dài ra. Đặt tay lên đầu gối trở lại. Quay về nhịp thở bình thường. Vẫn cảm giác bụng phập phồng khi mình hít. Và thở ra. Hai tay đặt lên đầu gối, mở rộng lồng ngực ra. Vươn hai tay lên trời, hít vào. Rướn người cao lên, giãn và xòe các ngón tay ra. Hai bàn tay chạm vào nhau, các ngón tay xòe ra và rướn dài lên trời. Kéo giãn người lên, thở ra mềm vai, mềm tay và hạ xuống trước lồng ngực. Thở ra. Lặp lại lần nữa, hít vào. Mở ngang tay xòe các ngón tay rộng ra. Và rùn cao lên, vươn lên trời, bàn tay chắp lại, các ngón tay mở rộng và rùn lên. Thở ra, kéo mềm xuống trước lồng ngực, thật chậm. Thở dài ra, lặp lại, hít vào, các ngón tay xòe, bàn tay mở căng, rùn cao lên trời, chắp tay vươn lên. Thở ra, hạ nhẹ. Chậm mềm, mắt nhìn theo tay, lỏng ra. Tiếp tục hít. Vươn tay rướn lên, động tác và nhịp thở đi cùng nhau. Thở ra. Mềm ra, tập trung nhìn vào tay, thả lỏng vai ra. Hít. Rướn lưng kéo cột sống. Thở ra. Hai nhịp cuối cùng, hít. Vươn lưng rướn cao giãn dài, người rướn lên. Rồi thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào. Mở ngang tay, các ngón tay xòe ra. Vươn lên trời, hai bàn tay chắp lại rướn lên. Và nhẹ nhàng mềm vai. Thở kéo từ từ xuống trước lồng ngực. Mềm vai ra. Thả lỏng đầu, đắp đầu, nhẹ qua bên phải, nghiêng tai qua trái, nghiêng đầu ra, kéo cằm lên trời, rồi kéo cằm xuống ngực, rồi chống hai tay lên đầu gối và xoay tròn người một vòng theo chiều kim đồng hồ. Vòng qua rướn về phía trước, rướn nhiều về trước, xoay thành hình vòng tròn. Đưa ra sau, cuộn tròn ra. Rướn nhiều về các hướng khác nhau. Cảm giác thắt lưng được rướn nhiều ra. Nghiêng qua. Và xoay thành hình vòng tròn một vòng nữa, hít. Nghiêng về một bên, rướn nhiều về một bên trước. Rướn nghiêng qua một bên rồi đổ về phía trước. Xoay thành vòng tròn, thành một hình, cảm giác thắt lưng mình được vẽ thành một hình vòng tròn. Đưa ra sau, mềm ra, lặp lại, hít. Rướn, 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 nhịp nhàng, lỏng lưng. Lặp lại, hít. Rướn, rướn nhiều về các hướng, nhịp nhàng, lưng mềm ra. Nhịp cuối cùng. Xoắn tròn. Rồi, đưa hết ra sau. Đổi bên, mình xoay theo hướng ngược lại. Xoay tròn, cố gắng rướn nhiều về các hướng. Cảm giác như người, mình dùng người để vẽ thành một hình vòng tròn. Kéo cái vòng đó rộng ra.
phải vòng rộng rồi đưa nhiều dù ra sau, vòng tròn lại tiếp tục xoắn về một bên, rún 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 nhai, đợi ra sau, cảm giác xoay mềm ra. Đi cùng với nhịp thở, hai vòng cuối cùng xoay tròn hết nhiều người về trước, rún 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 về các hướng, đưa ra sau, vòng cuối cùng kéo dạng ra, rún về trước nhiều nữa, rún qua rún rồi đưa ra sau và ngồi thẳng lưng lên, nhắm mắt, hít bằng mũi và thở dài ra. Rồi dùng tay trái nắm lấy mép ngoài của chân phải. Tay trái nắm mép ngoài, đặt tay lên phía trên chân và thẳng lưng lên, đá chân về phía trước. Mình có thể khuỵu gối ở đây một chút cũng được, mà rún căng lồng ngực lên và vươn bàn tay phải lên trời. Rún tay phải lên, mắt nhìn về mũi chân cái, ngón chân cái, hít, thở ra. Hít vào, rún cao lên, rồi thở dài ra. Một nhịp nữa hít, vươn người rún lên, thở ra mở căng ra sau, mắt nhìn về phía sau luôn, mở ngang tay, nhìn theo tay phải phía sau. Giữ thăng bằng, nếu được cố gắng đá thẳng chân phía trước ra và mắt nhìn vào phía tay phải ở phía sau. Xoay mặt nhìn hết ra sau, hít bằng mũi mở căng ra sau, thở ra. Hai nhịp nữa hít, xoắn căng người mở và xoay mặt nhìn hết ra sau, rồi thở dài ra. Nhịp cuối cùng xòe các ngón tay, rún ra sau nhiều nữa, mở hết ra và thở ra. Xoay mặt về đầu thảm, kéo đầu gối ôm vào lồng ngực, đạp chân xuống sàn, lọng trán, lọng đầu xuống sàn, mềm lồng ngực ra. Rồi ngẩng mặt lên, mình đổi bên, đóng chân phải vào trong, dùng tay phải nắm lấy mép ngoài của chân trái, đặt bàn tay lên phía trên bàn chân, nắm lấy phía ngoài, tập thịt chợm, lắc lắc mông để phần mông của mình ngồi hết xuống dưới sàn, đá thẳng chân trái về phía trước. Từ vị trí này vươn tay trái lên trời, xòe các ngón tay rún căng lên, nhìn về phía mũi chân bên trái, tay vươn cao rướn lên và giữ ở đây. Nếu chưa thẳng được chân thì cứ khuỵu đầu gối, giữ và rướn cao người lên, hít, thở ra. Hít dài bằng mũi và thở ra bằng mũi, rướn cao người lên, hít, rồi từ từ mở tay trái ra sau và xoay mặt nhìn vào bàn tay trái phía sau, rướn về phía sau, chân đá căng về phía trước, tay mở căng về sau và xoắn hết người nhìn ra sau luôn. Hít và thở dài ra, cố gắng giữ cho nhịp thở sâu, các ngón tay chịu kéo căng, kéo dài ra sau. Bàn chân đạp chắc về phía trước, bảy người theo hai chiều để lồng ngực mở ra và cố gắng hít thở sâu vào. Nhịp hít sâu và nhịp thở dài ra sâu. Một nhịp nữa xoắn hết người bẩy ra sau, rồi nhẹ nhàng xoay mặt về đầu thảm, chống chân trái xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối và thả lỏng đầu xuống, mềm ra. Rồi ngưỡng mặt lên và chập hai bàn chân vào trong, hai chân chập lại, kéo sát vào hoảng, dùng hai tay đan và nắm lấy mép, nắm lấy các ngón chân, đan chặt hai tay, ổn lồng ngược lên, rướn người về trước. Mình nhịp nhịp nhẹ nhàng hai đầu gối, nhịp 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 hai đầu gối, lên xuống, lên xuống, lắc lư.
cố gắng đẩy ngực về phía trước, đẩy người về phía trước để lưng được kéo thẳng ra. Hít, rồi thở dài bằng mũi. Hai chân rướn khuôn mặt mềm, lỏng vai và cổ lỏng ra. Từ vị trí này, nắm chặt chân, rướn người về phía trước chút nữa. Đẩy lồng ngực kéo giãn lưng ra, nhịp nữa hít vào, rướn về trước thở ra. Giữ chặt ở đây, cảm giác hai chân đạp chắc vào nhau. Người rướn căng lên, phần mông kéo các đốt sống cùng xuống. Phần lồng ngực rướn các đốt sống phía trên về phía trước, tạo ra độ giãn của toàn bộ lưng. Nhắm mắt giữ ở đây, thở dài ra. Một nhịp nữa rạp xuống thêm chút xíu, rướn căng lưng. Rồi từ từ nâng người lên, nâng nhẹ nhàng lên giữa thảm và ôm hai đầu gối vào nhau. Kéo hai đầu gối lắc, nhẹ hai đầu gối qua hai bên, bên phải, bên trái. Mềm hai đầu gối ra, đưa hai tay về đầu thảm, lùi hai chân ra sau. Đứng trong tư thế bốn điểm, hai bàn tay xòe các ngón tay bám dưới sàn, đầu gối mở rộng ra bằng hông, mũi chân úp xuống sàn. Mình tập động tác con bò và con mèo, giữ người ở vị trí trung tâm trước, thả lỏng thắt lưng xuống và rướn mặt, ngẩng mặt nhìn lên, hít vào, thở ra, dùng tay đẩy vai cao, kéo cằm vào lồng ngực, nâng bụng cao lên, hít. Hạ thắt lưng, ngẩng mặt, rướn lưng nhìn lên. Thở ra, cuộn tròn lại. Hít, thắt lưng hạ xuống và ngẩng mặt nhìn về trước, rướn lên. Thở ra, cuộn tròn, bụng kéo căng vào lồng ngực. Trong tư thế con mèo, hít vào, thắt lưng hạ xuống, rướn người, mở lồng ngực, ngẩng mặt, rướn lên. Rồi thở ra, cuộn tròn lại, cố gắng giữ cho động tác và nhịp thở đi cùng nhau. Lặp lại, hít vào, rướn, thở ra, hít vào, hạ xuống, rướn lưng, dài nhịp thở ra. Rồi thở ra, cuộn sâu vào trong, cuộn tròn, giãn lưng nhiều ra. Hai nhịp cuối cùng, hít vào, thắt lưng hạ, ngẩng mặt, rướn lên và thở ra, cuộn hết vào trong. Nhịp cuối cùng, thắt lưng hạ, ngẩng mặt, rướn lưng nhìn về phía trước. Rồi thở ra, cuộn tròn người, đẩy hết ra và quay về vị trí trung tâm. Giữa thảm lắc hông, lắc vai, quay về vị trí trung tâm, lắc hông, lắc vai. Mềm người nhẹ nhàng, lỏng vai ra, lỏng lưng ra, lắc nhẹ hông. Rồi từ vị trí này, giữ hai đầu gối mở rộng, lùi ra sau và ngồi trong tư thế em bé. Ngồi mềm trán, mềm vai xuống sàn, thở dài ra. Từ từ hít vào sâu, chống hai tay xuống sàn và ngẩng mặt lên. Hai tay chống bên cạnh đầu gối, rồi ngồi lên gót chân, khép hai đầu gối vào trong và ngồi hẳn lên gót chân và mở rộng ra, rồi chống tay và đứng lên luôn. Mình ước chân phải lên rồi ước chân trái, chống lên đầu gối và đứng lên đầu thảm và bắt đầu chuỗi chào mặt trời. Mũi chân khép lại lên đầu thảm ngay chỗ hình hoa. Hai tay mở rộng ra, mắt nhìn về trước, hít vào, vươn hai tay lên trời, rũn dài người, giãn hết lưng lên. Thở ra, mở ngang tay, rạp dài người về trước, rạp sâu xuống, hai tay bên chân, khuỵu gối để tay chống được dưới sàn. Hít vào, thẳng lưng, ngẩng mặt, rũn lưng nhìn về phía trước. Thở ra, rạp xuống, bước chân phải ra sau, mũi chân phải chống xuống sàn, rũn người về phía trước, hít sâu. Thở ra, hạ đầu gối sau, úp chân sau, hít vào, hai tay vươn rướn dài lên. Thở
thở ra ra phay tay xuống sàn, bàn tay nâng đầu gối bước ra sau, tư thế chữ V ngược, đẩy dài giãn lưng ra sau, thở ra hít vào, đưa toàn bộ người về phía trước, hạ đầu gối, hạ bộ ngực, hạ cằm xuống sàn, hít, động tác rắn hổ mang, mở lồng ngực, rướn lưng lên, nhón chân đẩy ra sau, tư thế chữ V ngược trở lại, thở hết ra. Đá chân phải cao lên trời, chỉ thẳng mũi chân phải lên trời và nhìn về phía trước, bước chân phải lên giữa hai tay, bước cao lên đầu thảm, mon men đi chân hết về đầu thảm, rướn người lên, hạ đầu gối, úp chân sau, hít vào, vươn người rướn lên, thở ra, rạp xuống sàn, bước ra sau, chữ V ngược trở lại, đẩy cao lưng, giãn ra sau, vươn về phía trước, tư thế tâm ván, hạ đầu gối, bộ ngực, hạ cằm, hít vào, uốn lưng, tư thế rắn hổ mang, rồi đẩy ra sau, tư thế chữ V ngược trở lại, giãn hết ra sau, thở ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối và nhìn về phía đầu thảm, bước hai chân lên đầu thảm, ra dài người xuống, thở ra, hít vào, nhìn về trước, lưng song song mặt đất, thở ra, rạp xuống sàn, hít vào, mở ngang vươn hai tay, rướn toàn bộ người, giãn lên và thở ra, hai tay chắp xuống trước lồng ngực, thở dài, hít, thở dài ra, mình lặp lại một vòng nữa, hít vào, hai tay vươn, rướn dài giãn lưng cao lên, thở ra rạp dài người về trước, mở ngang tay, rạp xuống hai tay bên trên, hít vào, nhìn về trước, lưng song song mặt đất, rướn lên, thở ra rạp hai tay xuống sàn, rút chân trái ra sau, bước dài về sau, rướn thẳng lưng về trước, hạ đầu gối chân sau dưới sàn, úp bàn chân sau, hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn giãn lên, thở ra rạp hai tay xuống sàn, nón mũi chân sau, nâng đầu gối sau lên và bước ra sau, chữ V ngược rạp ra sau, thở ra, hít vào, rướn về trước trong tư thế tâm ván, đổ rạp đầu gối, bụng ngực cằm hạ xuống sàn, uốn người ngẩng mặt nhìn lên, tư thế rắn hổ mang, nhón chân và đẩy ra sau, tư thế chữ V ngược để dài ra sau, thở ra. Từ vị trí này, đá chân trái cao lên trời, chỉ thẳng chân trái ra, vai xuống, nhìn xuống sàn rồi, bước chân trái lên giữa hai tay, bước cao lên giữa hai tay, rướn lưng về trước, hạ đầu gối chân sau, úp bàn chân sau dưới sàn, hít vào, hai tay vươn lên, cao hai tay, rướn lên trời, rất tốt, vươn lên, thở ra, rạp hai tay xuống sàn, bước chân trước ra sau, chữ V ngược, đẩy lưng cao, rướn ra sau, vươn về trước, tư thế tấm ván, hạ đầu gối, hạ bụng, ngực cằm, nằm rạp người xuống sàn, uốn lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên, tư thế rắn hổ mang, khuỵu chỏ trong tư thế rắn hổ mang, quỳ chỏ khuỵu trong tư thế rắn hổ mang, mở lưng lên, đúng rồi, và đẩy ra sau trong tư thế chữ V ngược, đẩy hết ra, thở ra, lắc hông qua bên phải, qua bên trái, cố gắng vẫn đẩy hết người ra sau và nhìn vào điểm giữa hai ngón chân cái giữa đây, trong tư thế chữ V ngược, khuỵu nhẹ đầu gối bên phải, khuỵu đầu gối bên phải, rồi đẩy rạp người ra sau. Từ vị trí này mình khuỵu nhẹ đầu gối bên phải, đẩy rạp người ra sau. Rồi đổi bên, khuỵu nhẹ đầu gối trái, đẩy ra sau. Lặp lại, gối phải đẩy ra sau, đẩy nhiều ra sau nữa. Rồi trái, nhịp nhàng, chậm, nhẹ nhàng, đẩy. Rồi giữ tư thế chữ V ngược, cố gắng luôn giữ trong thảm, di chuyển hai tay về phía trước một chút xíu, hai tay luôn nằm ở đầu thảm và hai chân luôn nằm ở cuối thảm, đi hai chân lên phía trên một chút xíu để toàn bộ người phải nằm trong vị trí của tấm thảm. Khuỵu nhẹ hai đầu gối,
nhìn về phía trước và bước hai chân lên đầu thảm. Rạp dài người xuống, thở ra, hít vào, rướn lưng song song mặt đất, ngẩng mặt nhìn về trước, thở ra rạp xuống xa. Hít vào, mở ngang hai tay vươn lên trời, rướn toàn bộ người lên luôn. Và thở ra hai tay chắp trước lồng ngực, mềm người ra, lỏng vai ra, hít. Và thở chậm ra, mình lặp lại một vòng nữa cho chân phải và chân trái. Đứng lên đầu thảm, cố gắng tập trung, lắng nghe và hít thở đều. Hít vào, hai tay vươn, rướn dài, người dẹn, lưng cao rướn lên. Thở ra, mở ngang tay, rạp dài về trước, hai tay bên chân, rạp người xuống sàn, hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, lưng song song với mặt đất. Hai tay đặt lên đầu gối, rướn lưng song song. Thở ra, rạp xuống sàn và bước chân phải ra sau. Bước dài chân phải về sau, ngẩng mặt, rướn lưng nhìn về trước. Thở ra, hạ đầu gối chân sau, úp bàn chân sau dưới sàn. Hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn người lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn. Nhón mũi chân sau, bước ra sau tư thế chữ V ngược, đẩy dài người ra sau. Vươn về trước trong tư thế tấm ván, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm, nằm rạp xuống sàn. Hít vào, uốn lưng và ngẩng mặt nhìn lên, tư thế rắn hổ mang, đẩy ra sau tư thế chữ V ngược, đẩy hết ra sau, thở ra. Chân phải đã cao lên trời, chỉ mũi chân phải lên và bước lên giữa hai tay. Bước cao về phía trước, ngẩng mặt, nhìn hết về phía trước. Hạ đầu gối, úp chân sau. Hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn, rướn hết, kéo các ngón tay gạn căng người. Thở ra rạp hai tay xuống sàn. Bước chân trước ra sau, tư thế chữ V ngược, đẩy dài người ra sau. Cố gắng vẫn nằm trong thảm, hai tay đi về phía trước chút xíu, hai chân đi về phía trước để toàn bộ người luôn nằm trong thảm. Vươn về trước trong tư thế tấm ván, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm, rạp xuống sàn. Tư thế rắn hổ mang, lồng ngực mở ra, rồi đẩy ra sau trong tư thế chữ V ngược, nhọn chân đẩy thẳng ra sau. Thở dài ra, lắc nhẹ và chậm, lắc chậm qua phải, qua trái, mềm lưng, mềm vai ra. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về trước và bước hai chân lên đầu thảm. Rạp dài người xuống, thở ra, hít vào, thẳng gối, rướn lưng nhìn về trước, thở ra, ra. Hạp xuống sàn, hít vào, mở ngang tay vươn lên luôn, hai tay vươn lên trời, rướn người lên. Thở ra chắp hai tay trước lồng ngực. Mình tiếp tục luôn cho bên trái. Hít vào, vươn hai tay, rướn dài, người dẹn, lưng cao, rướn lên. Thở ra rạp xuống, hai tay bên chân, rạp dài xuống sàn. Hít vào, lưng song song mặt đất, ngẩng mặt nhìn về trước. Thở ra rạp sâu xuống sàn và rút chân trái ra phía sau. Nhìn về trước, rướn lưng, hít. Thở ra đầu gối sau hạ dưới sàn, úp bàn chân sau và vươn hai tay lên trời rướn lên. Quán tập thịt chậm từng bước một, rồi thở ra tập chạp hai tay xuống sàn, mềm hai tay, nhón mũi chân nâng đầu gối phía sau lên, bước chân trước ra sau, đẩy người thở ra, hít vào, rướn dài người về phía trước và rạp dài xuống sàn, đầu gối, bụng, ngực, cằm. Tư thế rắn hổ mang, hai tay chống bên cạnh lồng ngực, hai tay đi xa về phía sau quá, hai tay phải luôn nằm cạnh lồng ngực. Hít vào, tư thế rắn hổ mang, rồi đẩy ra sau, tư thế chữ V ngược, để dai thẳng ra sau. Thở ra, lắc nhẹ hông, lắc nhẹ vai, thở ra. Đá chân trái lên trời, chỉ cao mũi chân trái, nhìn về sau, nhìn vào phía sau, nhìn vào sau giữa hai ngón chân, đúng rồi. Thẳng hai tay ra và bước lên giữa hai tay, nhìn về phía đầu thảm, bước cao chân lên, bước một chân lên thôi. Đúng rồi, nhìn về phía đầu thảm, rướn lưng. Rồi hạ đầu gối sau dưới sàn, úp bàn chân sau, hít vào vươn hai tay lên trời, rướn lên.
Thở ra hai tay chống xuống sàn. Bước chân trước ra sau, tư thế chữ V ngược, đẩy dài người lên. Vươn về trước, tư thế plank, hạ đầu gối, bụng ngực cằm nằm rạp dưới sàn. Uốn lưng và ngẩng mặt nhìn lên. Nhón chân đẩy ra sau, tư thế chữ V ngược, đẩy dài người. Thở ra sau, rạp lưng ra. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm và bước lên giữa hai tay. Bước về phía trước, rạp xuống, thở ra, hít vào nhìn lên, lưng song song mặt đất, thở ra rạp xuống sàn, hít vào, mở ngang tay, vươn người, rướn lên, thở ra chắp hai tay, xuống trước lồng ngực, nhắm mắt và hít thở đều lại, hít bằng mũi sâu rồi thở dài ra. Một nhịp thở nữa, hít sâu. Rồi thở hết ra, hai tay chống lên hông. Từ vị trí này, mình bước chân trái ra phía sau. Bước chân trái về phía cuối thảm luôn. Về cuối thảm luôn, chân phải đi mon men đi lên đầu thảm để phần háng mở rộng ra. Đi lên nữa, đi lên tới mép đầu thảm luôn. Rồi, giữ ở đây. Chân sau bước dài về phần cuối gần cuối thảm. Chân phía sau mở ngang, mép chân song song với mép thảm phía sau. Chân phía trước, mũi chân chỉ thẳng về trước từ vị trí này. Giữ người mở ngang và dang ngang hai tay ra. Mở ngang hai tay, mắt nhìn về phía tay phải, nhìn thẳng về trước. Hít và thở đều bằng mũi. Hôm nay mình sẽ tập tư thế tam giác. Cục gạch này giúp hỗ trợ khi mà tay mình chưa chạm được xuống đất, để ngang cục gạch theo chiều của mũi chân phải. Hít, rướn người, mắt nhìn về phía tay phải và rướn dài người, giữ đầu gối thẳng, giữ đầu gối dưới đất thẳng, đầu gối thẳng, rướn về phía trước, rướn nhiều về phía trước tới lúc mà tay đặt được lên cục gạch, nắm chặt lấy cục gạch và mở tay trái nhìn lên trời. Đây là tư thế tấm ván. Nếu được thì cố gắng thẳng đầu gối trước, hoặc là nếu mỏi quá thì có thể khuỵu nhẹ đầu gối trước một chút xíu cũng được. Mắt nhìn lên trời, rướn lên, tay nắm chặt cái cục gạch và giữ cho nó thăng bằng. Dưới sàn, rướn tay trái lên, hít đều, thở dài ra. Một nhịp nữa hít, các ngón tay xòe vươn lên. Rồi thở dài ra, đưa tay trái chống lên hông, chống lên hông và nâng người lên, nâng người lên trở lại, hai tay dang ngang ra, dài hai tay, rướn ra, rồi thở ra chắp hai tay về trước lồng ngực, mềm ra. Từ vị trí này mình đổi chân bằng cách là đóng chân phải chỉ về phía trước, song song với mép thảm bên này, và chân trái mở ra phía sau, thẳng hàng về phía sau, đứng thẳng, hai tay chắp trước lồng ngực, vai mở rộng, hai chân thẳng ra. Rồi từ vị trí này mở ngang hai tay ra, hai tay dang ngang ra và mắt nhìn về phía tay trái. Rồi giữ người đứng thẳng, thăng bằng ở tư thế này trước, trước khi mình vào tư thế tam giác. Hít, rồi thở dài ra. Cố gắng giữ hai đầu gối thẳng, vươn tay trái về phía trước, rướn người về phía trước, rướn thật chậm và giữ cho đầu gối thẳng. Nhìn xuống sàn và đáp tay trái xuống cục gạch, rồi vươn tay phải lên trời, mắt nhìn theo tay phải, rướn lên phần hông mở ra, đầu gối thẳng, tay trái nắm chặt lấy cục gạch và tay phải vươn lên trời, mắt nhìn theo tay phải, rướn lên. Hít bằng mũi, rướn cao người lên. Rồi thở dài ra. Một nhịp nữa hít vào, vươn tay rướn lên. Rồi thở ra, đưa tay chống lên hông, đưa tay chống lên hông và nâng người lên. Nâng người lên. Mở ngang hai tay, dang ngang hai tay, kéo dài hai tay ra. Rồi chắp hai tay về trước lồng ngực. Hít và thở đều bằng mũi. Nhịp thở nữa hít sâu. Rồi thở ra, đóng chân trái vào trong, xoay chân phải về đầu thảm và bước lên đầu thảm trở lại. Bước
nhai lên đầu thảm, hai chân mở rộng ra bằng hông, vai lưng mềm lọng xuống, hít vào, mềm người và vươn hai tay lên trời, vươn mềm lên, thở ra thả lỏng, vai xuống, mềm vai ra. Một nhịp nữa, hít vào, vươn mềm hai tay lên, thở ra, mềm và thả lỏng hai tay xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào, vươn hai tay mềm, vươn lên và thở ra. Mình sẽ tập động tác cài cây một lần nữa trước khi mình quay lại tập động tác tam giác nào. Cuộn người và đứng lên đầu thảm, đứng lên giữa thảm luôn, đứng vào giữa thảm. Hai chân mở rộng ra bằng hông, hai chân mở rộng ra bằng hông, hai tay chồng lên hông, dồn lực lên chân phải trước, bàn chân phải đạp chắc xuống sàn, nhón mũi chân trái lên, vai mở rộng và nhìn thẳng vào một điểm trước mặt. Tập trung để giữ thăng bằng, kéo chân sát vào bên trong, rồi nâng lên đạp ngay phía dưới đầu gối, nhìn về một điểm trước mặt để giữ được thăng bằng. Hai tay chắp trước lồng ngực, từ vị trí này vươn hai tay lên trời, rướn lên, đúng rồi, vẫn nhìn vào một điểm trước mặt để giữ được thăng bằng. Hít, rồi thở ra, kéo hai tay xuống trước lồng ngực, mở hai tay, mở chân ra, lắc lắc nhẹ hai đầu gối, đổi bên, hai tay chống lên hông, mũi chân phải nhón lên, nhìn vào một điểm trước mặt. Từ vị trí này kéo hai chân sát vào nhau, chân phải sát vào chân trái, cố gắng vẫn giữ được thăng bằng, đưa chân lên nằm ngay dưới vị trí đầu gối. Và chắp hai tay về trước lồng ngực, hai tay chắp trước lồng ngực, nhìn thẳng vào một điểm trước mặt. Hít vào, vươn hai tay lên trời, giữ cho được thăng bằng, rướn người cao. Một nhịp thở nữa, hít sâu, hai tay chắp trước lồng ngực trở lại. Từ từ hạ tay và hạ chân ra, lắc lắc tay, lắc lắc chân, mềm người ra. Bây giờ mình tiếp tục tập tư thế tam giác. Hai chân đi lên đầu thảm, chống hai tay lên hông, rút chân trái ra sau, bước dài về phía cuối thảm luôn. Chân trái mở ngang, song song với mép thảm, chân trước chỉ mũi chân về phía trước, vươn ngang hai tay, dang ngang ra, giữ toàn bộ người thăng bằng, cố gắng nếu được thì giữ hai đầu gối thẳng ra, rướn tay phải nhiều về phía trước, đầu gối giữ thẳng, vươn nhiều về phía trước nữa, rướn nhiều về phía trước, rạp từ từ xuống, rạp xuống tới lúc mà nắm được lấy cục gạch thì giữ chặt cục gạch và lật vai bên kia, vươn lên trời, mắt nhìn theo tay trên trời, nhìn lên, xòe các ngón tay, mở vai và rướn căng người lên, nhìn theo tay trên trời. Hít, thở dài ra, mắt nhìn theo tay ở trên trời, rướn lồng ngực lên, mở lồng ngực, hai tay kéo xa nhau ra. Hít chậm, thở chậm ra. Một nhịp nữa, các ngón tay vươn cao, rướn lên, hít sâu, rồi chống tay trái bên hông, đẩy tay phải và nâng người lên, nâng thẳng người, đứng lên và dang ngang hai tay ra trở lại, mở ngang hai tay ra, giữ ở đây một nhịp hít, rồi chắp hai tay về trước lồng ngực, mình đổi bên, đóng chân phía trước và mở chân phía sau ra, cố gắng cục gạch phải đặt ngay gần chân và đặt ở tư thế chiều dọc để dễ để độ cao của cục gạch nó dễ hơn và bám tay được tốt hơn. Dang ngang hai tay, từ vị trí này hai tay mở ngang, dang ra, giữ chặt thăng bằng, tập trung vào nhịp hít và thở. Hít chậm, thở ra, rướn người về phía trái, tay trái rướn và nhìn về phía bên trái, rướn ra, rướn dài luôn ra, đúng rồi, thẳng đầu gối,
tay rướn dài về phía trái, rướn ra nữa, rướn dài ra nữa, một nhịp vươn ra rồi đáp tay trái xuống cục gạch phía dưới. Từ vị trí này bẫy vai và ngẩng mặt nhìn theo tay trên trời, giữ thăng bằng, các ngón tay xòe và vươn lên trời, lồng ngực mở ra, hông mở ra, thẳng người rướn, hít đều và thở đều ra. Tay vươn cao lên, lồng ngực mở dài ra, các ngón tay vươn dài, xoay mặt nhìn theo tay luôn, giữa tư thế tam giác. Vươn cao tay lên trời, hít sâu, rồi thở ra, chống tay về bên hông và đẩy người đứng lên. Và dang ngang hai tay ra, hai tay dang ngang ra, mắt nhìn về phía tay trái. Giữ ở đây một vài nhịp hít, thở bằng mũi. Một nhịp nữa hít sâu và thở chắp hai tay về trước lồng ngực. Xoay mặt về phía đầu thảm, xoay mũi chân về phía đầu thảm và bước chân sau lên trước, lỏng hai vai, mềm hai vai, lỏng người ra, mềm lưng ra. Từ từ ngồi xuống giữa thảm và nằm ngửa người ra sau. Mình sẽ dùng cục gạch này để đặt vào dưới lưng, giúp mở phần lồng ngực, để ngang cục gạch ngay dưới phần lưng và nằm từ từ nằm xuống sàn, nằm xuống cho tới lúc nào mà đầu rớt xuống sàn luôn, đầu rớt xuống sàn, hai bàn tay mở rộng ra, các ngón tay mềm ra. Cục gạch này có tác dụng làm mở được hết phần lồng ngực phía trên của mình, đỉnh đầu thả lỏng xuống sàn, mắt nhắm lại. Lúc này máu sẽ chảy dồn lên đầu, lên khuôn mặt, cố gắng thả lỏng ra và hít thở thật sâu vào. Giữ ở đây 5 tới 10 nhịp thở. Hít thật chậm và thở dài ra, hai chân mình thả lỏng ra, hai bên mềm ra luôn. Cố gắng giữ cho nhịp hít vào thật sâu và nhịp thở ra thật sâu. Sau mỗi nhịp hít, mình ngửi và giữ khí lại một chút xíu. Sau mỗi nhịp thở, mình cũng ngửi lại và giữ lại để nhịp thở của mình được dài ra. Nhịp thở cuối cùng, hít vào, rồi thở dài ra, từ từ lấy cục gạch ra phía ngoài. Mình sẽ nằm và gác chân lên tường, từ từ cuộn người và ngồi thẳng lưng lên. Cuộn người, ngồi thẳng lưng lên trở lại, ngồi lên. Kéo thảm vào sát tường, mình sẽ nằm gác chân lên tường. Từ vị trí thảm nằm sát vào mép tường, mình sẽ nghiêng người, ngồi nghiêng qua một bên, ép mông sát vào bên tường, dùng hai tay chống dưới sàn và gác hai chân lên tường, nằm kẹo mông sát vào tới lúc mà mông chạm vào tường luôn, rồi gác mềm hai chân và thả lỏng trong tư thế thả lỏng cuối cùng, chân gác lên tường như vậy. Đúng rồi, ngồi ngang lại, mông sát vào tường, ngồi ngang, mông sát vào tường, rồi nằm nhẹ, ngửa đầu ra phía sau, nằm người ra sau. Từ vị trí này lật lật người để tới lúc mà mông chạm được vào tường luôn. Lùi vào nữa, lùi cho tới lúc mông chạm được vào tường, chút xíu nữa, rồi. Thả lỏng vai, ngang tay ra, hai chân mở rộng ra. Rồi, thả lỏng chân ở đây. Nhắm mắt lại, mềm người ra.
Đây là tư thế thả lỏng chân gác lên tường, có tác dụng rất tốt cho những người lớn tuổi, đặc biệt là những người hay mất ngủ. Giữa tư thế này trong vòng 5 nhịp thở. Sau đó, hai bàn chân chập vào nhau, hai bàn chân khuỵu hai đầu gối và chập hai bàn chân vào nhau, kéo sát hai chân xuống và thả lỏng ở đây. Giữ ở đây trong vòng 5 nhịp thở nữa. Rồi kéo hai đầu gối vào, đạp người và trườn người ra, nằm dài lên thảm, trượt người ra, nằm hết lên thảm. Thấy lúc mà chân thẳng ra luôn, chống hai chân xuống đất, người để chống hai chân xuống đất, rồi nằm dài người ra luôn, trườn người nằm vào trong thảm, lên chút xíu nữa và mở rộng hai chân ra bằng không, cố gắng tiến lên chút xíu nữa để hai chân không chạm vào tường, hai bàn tay mở rộng, các ngón tay mềm. Xuôi hai tay theo thân, các ngón tay mềm, lỏng tự nhiên. Mình thả lỏng trong tư thế thả lỏng cuối cùng trong vòng 3 phút, 5 phút hoặc là 10 phút nếu mà mọi người có thời gian. Hít và thở nhẹ nhàng. Thank you.
Cảm ơn mọi người đã tập cùng Blog Yogi Travel VN. Hãy giữ trong tư thế thả lỏng lâu nhất có thể nếu mà mọi người có thời gian. Và nhớ bấm nút màu đỏ đăng ký ở bên dưới cũng như là nút chuông để nhận thông báo về bài tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người. Nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, nhớ viết vào phần đóng góp, phần câu hỏi ở bên dưới. Mình sẽ trả lời. Tạm biệt mọi người.